Quý vị và các bạn thân mến, thập kỷ qua đã mang đến cho những người yêu thiên văn học niềm cảm hứng và sự phấn khích tột độ. Từ việc tìm ra các hành tinh quay quanh Proxima Centauri, ngôi sao gần mặt trời nhất, cho đến hình ảnh đầu tiên về một hố đen. Trong kỷ nguyên thiên văn học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết một số thách thức khoa học lớn nhất của nhân loại, như theo dõi các hành tinh giống trái đất, tìm kiếm bằng chứng về sự sống bên ngoài hệ mặt trời, thăm dò những vùng tăm tối nhất của vũ trụ, vân vân. Để giải quyết hàng loạt nhiệm vụ đó, đòi hỏi chúng ta phải chế tạo một thế hệ kính thiên văn mới, lớn hơn, hiện đại hơn, có khả năng vượt trội so với thế hệ kính thiên văn cũ. Và LT, kính thiên văn cực lớn, được xây dựng. Với chiếc gương chính siêu khủng, rộng 39m, có thể nhìn thấy các vật thể mờ ở xa hơn bất kỳ kính thiên văn mặt đất nào đang có, hứa hẹn sẽ là cánh tay đắc lực cho các nhà khoa học trong công cuộc khám phá vũ trụ. Vậy LT là chiếc kính như thế nào, được xây dựng ở đâu và khả năng quan sát của nó vượt trội như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi khám phá! Kính thiên văn cực lớn LT là một đài quan sát thiên văn đang được xây dựng tại đỉnh núi Cerro Amazonas tại sa mạc Atacama, miền Bắc Chile. Ngọn núi này cao hơn 3.000m là đặc quyền cho thiên văn học vì có tới 89% các đêm trong năm ở khu vực này không có mây. Bất cứ người ngắm sao nào cũng phải thích thú với điều kiện thời tiết như vậy. Chile là một trong những quốc gia ổn định và thịnh vượng nhất Nam Mỹ. Lãnh thổ Chile có hình dạng đặc thù, dài và hẹp. Ở miền Bắc Chile còn tồn tại một sa mạc được biết đến là khô cằn nhất thế giới. Đó là sa mạc Atacama, nơi đây tập trung rất nhiều đài quan sát thiên văn nổi tiếng như đài thiên văn rất lớn VLT, đài quan sát Paranat hay đài quan sát thiên văn La Silla. Sa mạc Atacama có diện tích khoảng 181.300 km² và nằm ở độ cao 3.200m so với mực nước biển. Nơi đây rất ít mưa, với lượng mưa trung bình ít hơn 50mm trong một năm. Vì vậy, sách kỷ lục thế giới Guinness đã ghi nhận Atacama là sa mạc khô cằn nhất thế giới. Nó vẫn được xem là sao hỏa trên trái đất. Như chúng ta biết, bầu khí quyển nhiễu loạn của trái đất là rào cản lớn với các kính thiên văn mặt đất. Hơi nước trong bầu khí quyển cũng có thể hấp thụ ánh sáng, đặc biệt là ở vùng cận hồng ngoại. Do đó, để các kính thiên văn mặt đất hoạt động hiệu quả nhất, người ta thường lựa chọn các đỉnh núi cao ở những sa mạc khô như Atacama. LT là tên viết tắt của Extremely Large Telescope. Nó được đầu tư và xây dựng từ năm 2017 bởi Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Châu Âu tại Nam Bán Cầu, ESO. Theo kế hoạch, chi phí xây dựng LT là khoảng 1,3 tỷ euro, tức khoảng 1,4 tỷ đô la, tương đương khoảng 35.000 tỷ Việt Nam đồng. Dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2028. Khi đó, nó sẽ trở thành kính thiên văn quang học cận hồng ngoại lớn nhất thế giới. Trái tim của LT là chiếc gương chính khổng lồ với đường kính 39m. Bạn hãy hình dung, kính viễn vọng không gian Hubble có gương chính chỉ 2,4m. Còn kính thiên văn thế hệ mới James Webb, gương chính của nó cũng chỉ 6,5m. Vậy mà LT được trang bị gương chính lên tới 39m. Nó có thể cung cấp hình ảnh sắc nét gấp hơn 15 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble. Hệ thống gương của LT bao gồm một gương chính M1 và 4 gương phụ được ký hiệu từ M2 đến M5, cho phép nó tiết lộ vũ trụ với độ chi tiết chưa từng có. Tất cả các gương đều có hình dạng, kích thước và vai trò khác nhau, nhưng sẽ hoạt động cùng nhau một cách liền mạch. Gương chính M1 là gương ngoạn mục nhất. Nó là một gương lõm khổng lồ, rộng 39m. Thay vì là một tấm kính đơn, nó được tạo thành từ 798 phân đoạn lục giác, mỗi đoạn rộng 1,5m và dày 5cm.
gương chính sẽ thu thập ánh sáng từ bầu trời đêm và phản chiếu nó đến gương thứ cấp. Gương lồi M2 dài 4,25 mét là gương thứ cấp lớn nhất từng được sử dụng trên một kính thiên văn, sẽ treo phía trên M1 và phản chiếu ánh sáng trở lại gương M3 dài 3,7 mét. Sau đó, ánh sáng sẽ truyền đến một gương phẳng thích ứng M4 dài 2,4 mét. Gương thứ tư này sẽ điều chỉnh hình dạng của nó 1.000 lần một giây để hiệu chỉnh các biến dạng do nhiễu loạn khí quyển gây ra trước khi gửi ánh sáng đến M5. Một gương phẳng có thể nghiêng sẽ ổn định hình ảnh và gửi đến các thiết bị khoa học của LT. Tổng cộng có 949 phân đoạn gương đã được sản xuất và tất cả đều được hoàn thành vào tháng 6 năm 2024 bởi công ty quang học Strauss của Đức. Các phân đoạn sau đó được gửi đến công ty quang học ở Pháp để đánh bóng với độ chính xác trong vòng 10 nanomet, nhỏ hơn 1/1000 đường kính của một sợi tóc. Mặc dù được đặt ở đỉnh ngọn núi Cerro Amazonas cao 3.046 mét, nhưng tầm nhìn của LT vẫn phụ thuộc vào bầu khí quyển trái đất. Sự nhiễu loạn trong bầu khí quyển của trái đất khiến các ngôi sao lấp lánh, làm say mê các nhà thơ, nhưng lại làm các nhà thiên văn học thất vọng vì nó làm mờ đi những chi tiết tinh tế nhất của vũ trụ. Quan sát trực tiếp từ không gian có thể tránh được hiệu ứng làm mờ bầu khí quyển này, nhưng chi phí vận hành kính thiên văn ngoài không gian vô cùng lớn. Chẳng hạn như James Webb của NASA, với chiếc gương chính 6,5 mét, các nhà khoa học đã phải chi trả khoảng 10 tỷ đô để thiết kế và vận hành kính, một con số khổng lồ mà không phải tổ chức nào cũng có thể thực hiện được. Để giải quyết vấn đề này, một công nghệ đột phá có tên là quang học thích ứng đã được phát minh và bắt đầu được sử dụng trên các kính thiên văn chuyên nghiệp lớn vào năm 1990. Quang học thích ứng đòi hỏi một ngôi sao tham chiếu khá sáng, nằm rất gần vật thể đang nghiên cứu. Ngôi sao tham chiếu này được sử dụng để đo độ mờ do bầu khí quyển cục bộ gây ra, để gương biến dạng có thể hiệu chỉnh. Vì không có những ngôi sao phù hợp ở khắp mọi nơi trên bầu trời đêm, nên các nhà thiên văn học có thể tạo ra những ngôi sao nhân tạo bằng cách chiếu một chùm tia laser mạnh vào tầng khí quyển trên của trái đất. Nhờ những ngôi sao dẫn đường bằng laser này, giờ đây gần như toàn bộ bầu trời có thể được quan sát bằng quang học thích ứng. LT có tới 8 tia laser như vậy, từ gương thích ứng lớn nhất từng được chế tạo đến các hệ thống điều khiển tiên tiến. LT sẽ có một số công nghệ tinh vi nhất từng được sử dụng trên kính thiên văn để hiệu chỉnh các hiệu ứng mờ của bầu khí quyển trái đất. Như chúng ta đã biết, gương chính của kính thiên văn càng lớn thì càng thu được nhiều ánh sáng, cho phép các nhà thiên văn học quan sát các cấu trúc mờ trong vũ trụ. Tăng gấp đôi đường kính của kính thiên văn sẽ tăng khả năng quan sát các vật thể mờ lên 16 lần. Nhưng nếu không có hệ thống quang học thích ứng, lợi thế này chỉ tăng gấp 4 lần vì bị giới hạn bởi nhiễu loạn khí quyển. Do đó, các hệ thống quang học thích ứng tiên tiến là chìa khóa để đảm bảo các kính thiên văn lớn như LT có thể hoạt động hết tiềm năng của chúng. M4 là trung tâm của các hiệu chỉnh quang học thích ứng trên LT. Gương biến dạng lớn này với bề mặt phản xạ có đường kính 2,4 mét sẽ được sử dụng bởi tất cả các thiết bị trên kính thiên văn. Bề mặt gương cực kỳ mỏng, nhỏ hơn 2mm và được duy trì chủ động trong trạng thái lơ lửng nhờ 5.000 nam châm dán ở mặt sau của nó. Những nam châm này đóng vai trò quan trọng trong việc biến dạng bề mặt gương M4 linh hoạt, thực hiện các điều chỉnh 1.000 lần mỗi giây với độ chính xác vài chục nanomet. Điều này là cần thiết để gương hiệu chỉnh các nhiễu loạn khí quyển vốn tồn tại rất ngắn và cần điều chỉnh trong thời gian cực kỳ nhanh chóng. Mặc dù có nhiều thiết kế kính thiên văn khác nhau, nhưng tất cả đều hoạt động theo cùng một nguyên tắc. Gương của kính thiên văn càng lớn thì càng thu được nhiều ánh sáng. Điều này có nghĩa, kính thiên văn càng lớn thì càng nhìn thấy được các vật thể mờ và càng phát hiện được các chi tiết tốt. Với đường kính 39 mét, LT sẽ có thể nhìn thấy các vật thể mờ, mờ hơn bất kỳ kính thiên văn quang học nào khác trên trái đất. LT sẽ thu thập nhiều ánh sáng hơn 15 lần so với kính thiên văn quang học GTC,
kính thiên văn quang học lớn nhất thế giới hiện nay đặt tại Tây Ban Nha. Đồng thời, nó cung cấp góc nhìn sắc nét hơn 15 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble, chiếc kính thiên văn huyền thoại của NASA đang hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Bắt đầu xây dựng từ tháng 5 năm 2017 đến nay, LT đang ngày càng hoàn thiện hình hài. Mô hình mái vòm của nó đã dần lộ diện. Đây là những hình ảnh thực tế công trường xây dựng được ghi nhận trong thời gian gần đây. Tính đến tháng 7 năm 2024, phân đoạn cuối cùng của gương chính đã được giao để đánh bóng trước khi chuyển đến cơ sở kỹ thuật LT tại đài quan sát Baranat gần đó. Cơ quan vũ trụ Nam Âu ESO hiện lên kế hoạch lắp đặt các phân đoạn gương vào năm 2027 và đạt được ánh sáng đầu tiên vào năm 2028, và chiếc kính sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Sau đó, cần phải có một giai đoạn thử nghiệm, hiệu chuẩn và xác minh với mục tiêu sẽ bắt đầu hoạt động khoa học vào cuối thập kỷ này. LT sẽ được trang bị một loạt các thiết bị tiên tiến được thiết kế để bao quát nhiều khả năng khoa học. Từ đó, có thể phát hiện và chụp ảnh trực tiếp các hành tinh đá nằm trong vùng sống được của ngôi sao chủ. Nhiều người hy vọng nó có thể là chiếc kính thiên văn đầu tiên trên thế giới tìm thấy sự sống bên ngoài hệ mặt trời. Chúng ta hãy cùng chờ xem kính thiên văn cực lớn LT sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì nhé! Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thân ái, chào tạm biệt!